Đây đây là cái món tàu hủ kỳ lá ướp gia vị chiên giòn của mình nha các bạn. Các bạn nhìn xem nè, rất là ngon ha. Cái món này ăn với cơm trắng nè, hay là với cháo nè, ăn rất là ngon nha. Có thể là mình làm cái món khai vị cho cái bữa tiệc cũng được. Bây giờ mình ăn thử miếng rồi, chấm với cái nước này, cái tương ớt nha các bạn. Nếu các bạn không thích chấm thì thôi cũng không sao, nhưng mà mình ăn mình chấm một miếng để cho nó cay cay ha, ăn cho nó hấp dẫn. Nào mời cả nhà cùng ăn nha. Nó giòn ha, nó giòn cháy luôn, ăn nó cay cay mặn mặn, ăn ngon lắm các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm cái món tàu hủ kỳ muối chiên nha các bạn, hay còn gọi là khô tàu hủ kỳ. Thì cái món này làm rất là đơn giản ha các bạn. Thì ở đây mình có mấy cái miếng tàu hủ kỳ nè, các bạn nhìn xem cái tàu hủ kỳ này, tàu hủ kỳ khô ha, nó có mấy loại: tàu hủ kỳ tươi, tàu hủ kỳ ống và tàu hủ kỳ lá. Cái gia vị mà đi kèm á, thì ở đây mình sẽ có tiêu nè, cái tiêu đen á, tiêu hột mình đã xay ra xong hết các bạn, rồi bột ngọt, rồi muối và tương ớt nha các bạn. Làm rất là đơn giản và cũng không thiếu dầu nha. Cái món này mình làm mình đãi tiệc được nha các bạn. Hoặc là mình ăn với cơm nè, ăn rất là ngon ha. Nó mặn mặn rồi giòn giòn, ngon lắm. Bây giờ mình tỉa lại cái miếng cho nó vừa ha, cho nó đẹp. Rồi ha các bạn, bây giờ cái tàu hủ kỳ mình đã cắt ra cái miếng nó vừa vừa như vậy nè. Cái bề ngang khoảng một lóng tay ha. Bây giờ mình đã cắt ra xong. Bây giờ mình đem cái tàu hủ kỳ này mình đem đi rửa nước nha. Rồi sau đó thì mình vô mình bắt đầu mình làm. Bây giờ mình sẽ pha nước sốt để mà mình thoa lên cái miếng tàu hủ kỳ ha, để cho nó thấm gia vị cho nó ngon nha các bạn. Thì bây giờ ở đây mình sẽ sử dụng một cái muỗng tiêu nè. Tiêu này xay cũng hơi to á. Mình sẽ sử dụng một muỗng bột nêm. Đây cái muỗng này nha các bạn. Muỗng này là muỗng sữa chua hết chứ không phải là muỗng cà phê. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng một muỗng dung dung muối nè. Rồi mình sẽ sử dụng một muỗng bột ngọt. Và đây mình sẽ sử dụng một muỗng tương ớt nha các bạn. Và một muỗng nước tương nha. Và mình cho thêm một cái muỗng nước để mình loãng loãng ra một chút. Rồi bây giờ cái nước sốt mình đã pha xong ha. Bây giờ mình sẽ tán cho nó đều ra. Mỗi hôm á mình còn cho ớt nữa, nhưng mà hôm nay thôi mình làm nhiêu đây thôi chứ mình không có sử dụng ớt nha. Mình để tiêu nó nhiều cho nó thơm. Nhìn cái chén nước sốt hấp dẫn không nè. Bây giờ bắt đầu mình làm nha các bạn, rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ dùng một cây cọ nè. Đây mình sẽ chấm vô cái nước sốt này, mình tha lên cái miếng này ha các bạn. Đây mình tha lên. Sau đó thì mình sẽ dùng một cái miếng mình để lên trên. Đây các bạn để sát vô nha. Rồi mình dùng cây cọ mình quét một lớp nữa. Cái này quét cũng ít thôi ha, cái nước sốt này mình để mình thử, hồi nãy mình quên nêm nữa, thử coi nó mặn không, để mà mình biết cách mình thoa lên cái miếng tàu hủ kỳ của mình nha. Rồi được,
cũng vừa ăn lắm, ngọt ngọt mặn mặn. Nếu mà các bạn làm mà các bạn không có thử ha, nó mặn á. Cái món này á, mình có thể là đãi tiệc nè, dùng thế cái chả cá nè các bạn, ngon ngon lắm. Để hành nữa mình chiên rồi cho các bạn xem nha. Đây, 4 miếng như vậy là được rồi ha. Bắt đầu mình sẽ ghép nó lại. Cái này sao nó còn cuốn ra đây, không biết, nó cắt bỏ đi cho nó đẹp. Đây các bạn, lúc mà mình ép nó lại, các bạn lấy cái tay đè đè nó xuống nha, để cho nó sát ha. Đây, để cho nó sát cái miếng này. Rồi, như vậy là xong một miếng rồi đó các bạn. Tahu kia mình đã muối xong hen các bạn. Bây giờ mình để ở đây, rồi mình dùng một cái tấm thớt để mà mình dằn nó lên nha các bạn, dằn lên cho cái miếng, các cái miếng tahu kia này nè, nó dẻ lại, nó cứng lại, thì lúc đó mình chiên sẽ ngon hơn ha. Đây, mình dùng mình ép như thế này, một cái tấm thớt hay là cái dĩa đại khái cái gì cũng được, miễn mà nặng nặng á thì mình dằn nó lên. Rồi bây giờ mình dằn ở đây ha các bạn, để khoảng nửa tiếng nữa thì mình sẽ chiên nó. Bây giờ cái dầu nó đã nóng rồi nha các bạn. Bây giờ mình để cái miếng tàu kia vô mình chiên nè. Lúc này mình để lửa vừa vừa thôi nha, để lửa nó cao quá nó át cái miếng, nó không giòn đó. Mình chiên gần 2 miếng thôi. Bây giờ mình mới chở, thôi nó dính, để hai cái miếng nó lại, nó dính lại nha. Đây, bây giờ cái này là cái bí quyết nha các bạn, nó phùng phùng lên đó là mình phải lấy cái cây mình xơm ha, mình lấy cái cây nỉa nè, mình xơm cho nó lủng lủng để cho nó đừng có phùng nha. Cái miếng tàu phi nào mình cũng xơm ha. Đây, các bạn lấy đũa cũng được, nhưng mà cái đũa thì nó to hơn ha. Mình lấy cái miếng nè, cái nĩa mình làm. Rồi bây giờ mình lật lại, mình xem tiếp nha. Như vậy thì dầu nó mới thấm vô tuốt ở phía bên trong nha các bạn. Này để lửa như vừa vừa thôi, chứ nếu mà các bạn để lửa cao quá cái nó át, cái nó làm cái miếng này nó không có giòn, không ngon ha. Đây, cậu cái này nó phùng lên quá trời luôn, xôm rồi mà nó còn phùng gì đó. Xì hơi. Cái này hết rồi, hết rồi. Cái miếng này bắt đầu cũng còn. Rồi, bây giờ cái miếng tàu hủ kỳ của mình nó đã vàng hết các bạn. Bây giờ mình vớt ra, mình lấy ra mình để qua cái giấy thấm dầu nha, để cho nó ráo cái dầu. Rồi nha các bạn, thì bây giờ cái tàu hủ kỳ mình đã chiên xong ha các bạn, nhìn ha, thấy nó vàng ươm ha.
Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra ha các bạn. Các bạn nghe nè. Ồ nó giòn kháy không? Ồ. Nghe giòn khay kháy luôn ha. Cái món này mà mình làm nha cho cái bữa tiệc á, mình cho ăn la sét đầu ha. Các bạn nhìn thấy nó hấp dẫn lắm. Giống như một cái miếng chả cá nha. Cái miếng này to hơn, kệ nó cắt không đều, cũng có miếng lớn miếng nhỏ. Rồi cái phần chia sẻ về cái món tàu hủ kỳ lá muối chiên của mình đến đây đã xong rồi hết các bạn. Nếu các bạn thích thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Tạm biệt các bạn.